Cái máy quay này nếu mà sử dụng một mình á thì nó có thể chống nước, nhưng mà nếu mà xài thêm cái màn hình với lại cái cục sạc dự phòng này á thì nó sẽ không chống nước, và để có thể lặn biển thì phải mua một cái hộp để mà chống nước. Hôm nay là ngày 5 tháng 4. Còn đúng hộp này luôn nè. VG Shop. Sao biết ngày tỉnh đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Bữa trước trước Tết có coi rồi hay là sau Tết gì đó, nhưng mà kiếm cái kính ngoài hết rồi, giờ chọn cái hộp này mua đã ra. Cái con này là 1.550.000 nhé. 1.550.000. Hộp cuối cùng 1.550.000. Giờ ra tới Action 4 mà mình vẫn còn đang Action 2. Rồi. Rồi, ok, cảm ơn em. Hy vọng là còn phụ kiện nào anh mua luôn. Ồ, cứng cáp ghê không? Mới nó khác nè. May mắn là còn được cái hộp này. Này đi lặn biển. Và góc quay này thì Nhân cũng đang sử dụng DJI Action 2. Thì hôm nay Nhân xin mời quý ông bà, cô chú và quý anh chị em bạn bè cùng gia đình Nhân đi một chuyến đến biển La Di, Bình Thuận nha. Đây là trụ sở của công ty Sen Vàng Việt Nam mà Nhân đã ghi hình từ trên tàu Metro tuyến Bến Thành Suối Tiên, đoạn mà Nhân đi từ ga Suối Tiên về tới khu vực và cầu Sài Gòn. Xin kính chào quý ông bà cô chú và quý anh chị em bạn bè, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay Minh Nhân xin mời quý ông bà cô chú và quý anh chị em bạn bè sẽ cùng Nhân, gia đình Nhân và quý anh chị em công ty Sen Vàng, chúng ta sẽ đi La Ghi, Bình Thuận tắm biển nha. Thì chào anh chị em nhà mình ha. Thì hôm nay nhân dịp chủ nhật, ngày mà chúng ta rảnh không làm gì hết á, thế là có ý tưởng đi chơi. Thì mùa này là mùa nóng, thành ra mình đi phải đi biển, mà đi biển là phải đi chỗ nào mà nó sạch sẽ, mà nó rẻ, mà có hải sản đúng không? Thì cũng trong cuộc sống thì mình cũng phải có những lúc, có đôi lúc gặp nhau để mình vui chơi, vui vẻ trong công việc. Thì đã biết rồi, thì ngoài công việc mình cũng nhiệt tình chơi và gắn kết với anh em với nhau ha. Hôm nay thì Nhân có một chuyến hành trình đi La Ghi ở Bình Thuận. Thì cái khu vực mà bãi tắm ở đây nó làm cho Nhân liên tưởng đến khung cảnh của biển Vũng Tàu vào thập niên 90 và như thế nào. Xin mời quý cô chú anh chị em bạn bè hãy cùng theo dõi video này nhé. Khung cảnh này cũng khác, không khác gì Vũng Tàu của thập niên 90-80. Bởi vì Vũng Tàu thập niên 80-90 thì cũng bàn như vậy, cũng lều che lụp sập như vậy. Thì thay vì những ghế nhựa thì họ bố trí những cái ghế bố. Rồi tắm thì lúc mà tắm nước ngọt thì mỗi người phải mua một cái xô, với xô để mà đi tắm. Thì nhìn những cái cảnh này thì Nhân chợt nhớ đến lại khung cảnh của Vũng Tàu của thập niên 90 mình đã từng trải qua rồi, mình đã cảm nhận rồi. Mình đã ở rất là nhiều, như resort 5 sao, 4 sao, 3 sao, 2 sao, thậm chí là những cái khu resort ba thật hay đây thì công nhân cũng đã từng ở. Thì đến đây làm cho mình nhớ lại cái thời kỳ mình đã trải qua, cái thời kỳ mà khó khăn của đất nước đó. Thì ghế nhựa rồi mái che rất là nhớ. Thì quý vị muốn tìm được cái cảm giác mà tìm về mà thập niên 90 đó, cái khung cảnh thì đến đây, đến cái khu vực này để mà tận hưởng cái không khí, cái cảm giác đó, cái trải nghiệm đó. Sáng nay thì cả đoàn đến đây lúc 8 giờ mấy thì tập trung ở khu vực mà đây cái quán chưa bán tươi khỏe. Thì cái chỗ này thì khác với những chỗ khác là chỉ có ghế nhựa thôi. Đại đoàn có tất cả là 4 bàn, một bàn ở đây với lại 3 bàn ở kia. Thì ban tổ chức thì vừa đi mua hải sản là chuẩn bị là chế biến nấu nướng để trưa nay ăn. Còn bây giờ thì mọi người cũng tranh thủ đi thay đồ đi tắm biển. Biển ở đây thì nó không có đẹp so với lại Hồ Tràm hay là đi ra chút xíu nữa là tới Hàm Thuận Nam. Dịch vụ ở đây thì
ở tầm bình dân thôi. Thì Nhân đi rất là nhiều lần ra đây, thì Nhân ở bên khu resort ở bên đời Dương bên kia kìa, biển rất là đẹp luôn rồi. Nói chung là thoáng hết, còn khu vực này là khu vực bình dân là chính. Đây là cái dịch vụ kéo phao chuối, nhưng mà mấy cái anh mà đi cái cano này đi mà mình gần sát mình nó nghe cái mùi dầu rất là hôi. Hơn nữa là ở dưới này thì cũng có bao ni lông thì cũng hơi nhiều. Đây là hình thức chơi phao chuối. Hôm qua mới mua đôi dép rồi để mà đi tắm biển. Ai cười chịu, nhưng mà đi nó tiện lắm. Thứ nhất là đây mấy vỏ sò nè, cái khúc này nó dơ lắm, rác này nó trôi nè. Đó, rồi đi xuống ngay vỏ sò rất là đau. Mà đôi dép rọ này thì nó rất là hay. Thứ nhất là nó chống trơn trật, thứ hai là chắc chân nè, đi rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, này là của Quân đội Nhân dân Việt Nam, họ làm cái đôi dép rọ này. Đó, đi dưới nước, chuyên đi dưới nước nè. Đó, hay lắm. Thường đi tắm biển là phải đi chân trần không? Nhưng mà thôi thì mình thích đi, mình đi trải nghiệm đôi dép rọ này thì tùy thích của mọi người thôi. Mấy anh chị em công ty Sen Vàng thì tắm bên kia. Còn riêng thì gia đình Nhân thì tắm ở khu vực này. Ở đây có xe bò nè, 20.000 đồng một lượt. Thì chút nữa sẽ đi thử trải nghiệm cái dịch vụ xe bò này như thế nào. Rồi bây giờ sẽ xem Minh Hoàng lặn đây. Sao rồi? Lặn cái nữa rồi. Sặc nước à. Tập bơi ở hồ mà ra đây biển thì bơi là thua rồi. Sóng đánh mạnh quá, bơi rất là mất sức, nó không có êm như mặt hồ. Nước mát không anh? Mát, nước mát. Chút nữa mình tập trung đoàn này, chụp mình tập thể đi anh. Mấy anh chị đâu hết rồi? Cái khu bên lều mình nằm đây thì mình tắm dọc đây đi. Đây đi. Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một chút gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn cùng với những trò chơi vui của du khách nơi đây. Cái mùi mặn mặn của biển trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc khiến tôi cảm thấy rất là thích thú. Du lịch biển đem lại cho con người ta cái cảm giác giống như được thưởng thức một cái que kem mát lạnh giữa mùa hè oi ả, thoát khỏi công việc và khói bụi của thành phố, trở về với biển, nắng, gió và cát, tận hưởng những phút giây thư giãn thật thoải mái. Đàn mình có là ghi mình đi chợ mua được hào. Hào này là 100.000 3 ký, mình mua 6 ký. Rồi còn có mực với tôm với lại ghẹ đây. Ghẹ không, mình ghẹ thôi, mình chỉ có ghẹ thôi. Rồi thêm mấy cái lẩu cá bớp. Có lẩu và cá bớp với cho mình tự chế biến hả? Tự chế biến. Có này chim. Cá bớp. Rồi khi mà đi mình đem theo những gì nữa? Mình đem theo là lẩu thái với lại gà nấu lagu. Cái lẩu thái là nước mình. Cái lẩu thái là nước dùng nhà mình nấu, mình đem theo bếp nút rồi mình đem theo hết. Là mình với lại chả lụa và bánh mì. Ăn cái đó mình ăn sáng. Và còn đây là hào hấp và những cái món là mình tự chế biến hết ở lại tại đây. Mình chỉ mua đồ sống ở biển là ghi thôi. Bia thì mình có 7 thùng và nó ngọt 2 thùng nước suối. Đây là vẫn còn chiến tích còn lại. Bánh mì. Và trái cây là chị Thảo cho em 1 thùng trái cây. Trái cây mình gồm có dưa hấu, mận, xoài, ổi và lách xê là rau câu. Chỗ đó chịu chế biến á. Này là mực xào. Mực nước người ta gọi là mực hấp bia á. Còn dân giả là mình lại món này là tự chế. Đúng không? Xào bao lâu anh?
này xào ha, khi nào chín thôi à. À, khi nào chín là coi mình ăn được à, vậy đó. Này đơn giản, mình cắt ra mình bỏ bia vô cái mình ham mình xào xào chút mình ăn thôi. Thấy quá trời người chờ các mình phải coi, quá trời người chờ để mình thực hiện cái món này nè. Đó. Con tôm này sao con chín con tái vậy? Này lỡ nãy lỡ cái này nó quậy quá, nó nhảy vô nước sôi cái nó bị dính luôn. Mấy con này sợ quá nó không nhảy nữa, đứng im. Nó mà nhảy nó vàng giống như này luôn rồi. Lẩu. Lẩu này lẩu nè, đây này lẩu cá nè. Đây là cá cá bớp nè. Con cá này là cá chim nè, đó. Cá chim, đó. Cá bớp này, này có hai con thôi. Hai con cá thôi. Còn hai con kia đâu anh? Hai con kia mất rồi. Anh này con tôm. À, con tôm. Bớp. Chim với con tôm thôi à, chứ không có con kia. Sáng giờ trên xe uống mấy lon rồi anh? Nói chứ giờ sáng giờ không biết liếc bao nhiêu lon nữa. Trời ơi, à một mình rồi, hơi bị ngon nha mấy người. Quá ngon. Tiếp tục. Ồ, nguyên một chén một bạc luôn ha. Wow. Đây là quay cá. Đây là món bánh tráng trộn. Giờ ngồi buồn trộn bánh tráng ăn. À, bánh tráng này có trứng cút, có rau răm, có sa tế. Này bánh gì chị? Bánh me hả? Bánh xoài. À bánh có bánh xoài nè. Còn bánh này là chắc bánh me. Sa tế ha. Trộn lên ra được món ăn hấp dẫn. Hành phi à, rồi tiếp tục hành phi à, này có trứng cút nữa nè à, quá ngon à, đồ ăn thì cũng còn nhiều mà ăn cho vui thì nhà có đem mấy bịch bánh tráng trộn theo. À, con kính chào quý ông bà cô chú. À, nói về cái chuyến đi cảm nhận về cái chuyến đi này của con là hơi vui, nhộn nhịp luôn. Rồi cả và ăn hở ga và tắm rất là mát. À, cộng thêm một là cái chuyến đi này là ở cái bãi biển là con thấy là không có nhiều vỏ ốc, khi xuống biển là mình không có bị đạp vô đâu. À, có thấy là một điểm cộng cho cái bãi biển này. Giờ này cũng 2:30 rồi. Thì số anh chị thì cũng đi tắm. Kêu tắm chiều nhưng mà tại vì 3 giờ là tính là dự kiến là ra về cho nên giờ mấy anh chị đi tắm. À, chứ để tắm thì chiều mát nó sẽ hay hơn. Nhưng mà thôi lâu lâu có dịp đi chơi cũng như là cái khoảng cách từ Hồ Chí Minh ra đây cũng khá xa. Cho nên cũng tranh thủ. Đây có những chị bán hàng rong ở đây nè. Y chang quá vậy. Y chang cảnh Vũng Tàu thập niên 90 luôn. Y chang. Bây giờ thì các chị chuẩn bị thu dọn đồ đạc để mà về. Vẫn còn nhiều đồ ăn. Trời ơi quá trời luôn hả? Có cơm nữa hả? 5:45 à, giờ còn chở bánh mì chia sẻ luôn. Các anh chị trên xe ăn chung luôn. Cả chắc rồi á.
dài quá. Bây giờ xe sẽ chạy thẳng về khu vực mà ngã tư Vũng Tàu, chứ không lên đường cao tốc, bởi vì đi vào giờ này thì kẹt xe rất là nhiều. Nên là xe sẽ đi thẳng theo đường quốc lộ 51 về ngã tư Vũng Tàu. Ngày xưa là kêu là ngã ba Vũng Tàu, nhưng bây giờ gọi là ngã tư cầu vượt Vũng Tàu rồi. Mộ lớn cắt cho làm hai ha. Đây là đường quẹo vô cao tốc. Thôi nhưng mà xe sẽ đi thẳng luôn. Đây đấy. Ăn rồi, còn ăn ấu nè. Em chị. Ăn rồi mới ăn sao? Ăn nữa đi. Ăn ấu nè. Lấy luôn đi. Ừ rồi, lấy luôn đi. Công trình làm bây giờ. Còn ấu nè. Cứ luôn đi. Anh à, làm luôn đi. Ừ đó. Còn bốn ổ mời xe hết xe luôn rồi, xong rồi đó. Dạ rồi em ơi, cái gia đình mình thích nhất à. Và xin mời anh trưởng đoàn chúng ta sẽ có một cái ý kiến nha. Thì chào anh chị em. Thì cuộc chơi nào, cuộc vui nào nó cũng sẽ có cái điểm kết thúc. Thì hôm nay cũng cảm ơn mấy anh chị đã nhiệt tình đi chơi và làm việc những cái việc chung của bộ đoàn chúng ta. Thì thật sự cảm ơn tất cả một lần nữa, và đặc biệt là có vợ chồng của Nhân và Hiền, rồi anh Xuân, Thảo, rồi Tuấn và Trang, rồi và rất là nhiều người đã chung tay góp sức, trong đó có chị Linh, rồi Bi, rồi anh Trung Phương với chị Mỹ, là tất cả mọi người đều góp tay chung sức để hoàn thành cái chuyến đi này ha. Thì cảm ơn mọi người. Thì cho một tràng pháo tay, chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Rồi hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình mới. Rồi cũng cảm ơn bác Đài và anh phụ xế đã đưa chúng ta về tới nơi, tới chốn và an toàn. Rồi cho một tràng pháo tay nữa ha. Rồi cảm ơn anh Tuấn và anh gì quên này, anh Mỹ. Dạ cảm ơn một lần nữa. 6:50 về tới công ty, kết thúc chuyến hành trình. Cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi đơn giản chỉ là sự dịch chuyển với mục đích đi để đến, nhưng có những chuyến đi không chỉ để đến mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đó là sự trải nghiệm, là dư âm cảm xúc động lại trong mỗi người. Những chuyến đi ấy không thể đo bằng độ dài di chuyển, cũng không đo bằng giá trị vật chất, bởi thước đo chính xác nằm trong cảm nhận của mỗi con người. Cuộc đời chúng ta sẽ có biết bao nhiêu là chuyến đi nào cũng sẽ có những lý do riêng của nó, được này, được kia, chẳng chuyến đi nào giống chuyến đi nào. Nhưng ngẫm lại, có lẽ các chuyến đi lại đều giống nhau ở chỗ sẽ cho chúng ta cơ hội để quay về. Và đi càng xa, cảm xúc trở về càng đặc biệt, đi thật xa hình như cuối cùng chỉ để trở về trọn vẹn. Phải đi thật xa, trải nghiệm nhiều điều, người ta mới biết trân trọng những hành trình để trở về. Đi xa để thấy lòng mình rộng mở, để thấy cuộc đời còn nhiều điều đẹp, đáng quý, nhưng cũng để nhận ra không có điều gì đáng quý như gia đình. Với tôi chọn cho thanh xuân của mình bằng những chuyến đi, những lần trải nghiệm, mà mỗi chuyến đi đó mang lại cho thanh xuân tươi đẹp của tôi những bài học quý báu, những kỷ niệm đáng nhớ, để sau này khi nhìn lại những ký ức tuổi trẻ ấy là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc vì bản thân mình đã trải qua một tuổi trẻ thật nhiệt huyết và một thanh xuân thật tươi đẹp.